khu vực ở đấy là hiện tại là mùa mà mùa nắng quá thì nắng rất khó chịu nè, mà mùa mưa lụt thì từ tháng 7 cho đến tháng 10 là coi như mưa lụt hàng ngày, coi như mùa mưa mùa lụt là... Thì cái năm lụt năm 2004 mà năm từ tháng 6 á, thế mùa đang đi làm mùa đang đi làm đào ngoài đang đi thu hoạch cái về là nước mưa to quá hay là vội về như là còn nước dâng đột xuất quá nên là trở tay không kịp với người. Lúc mà bị trời lũ nước to là mẹ con chị lên ở trên này đến đến 3 4 ngày sau cái nữa nước rút hết thì mới xuống được. Xong rồi nước rút xuống là thì là có như có đồ đạc trong nhà trôi sạch, bẩn thỉu lắm, rồi bệnh tật rồi sinh nảy sinh rất nhiều. Có như lũ lụt ngay lúc đó là nó quấn trôi cả nhưng không phải chắc gia đình mình mà cả cái xóm này còn ai cũng bị được cả. Rất ẩm thấp, rất mùi rất nhiều. Lúc đó là nhà nhựa với là có như mùi nhiều. À, sau khi lũ lụt đã xong rồi thì ASEAN đến là cho màn, đây là cho lương thực, đây là cả những nhu yếu phẩm á, để mà cứu đói quá cái giai đoạn khó khăn. Thế từ lúc có cái màn đến giờ là mẹ con tôi không bị sốt rét, đỡ là không bị mũi cắn, nên là đến bây giờ mẹ con vẫn đang còn dùng cái màn đó. Nhờ có cộng đồng của ASEANet đã giúp gia đình mẹ con tôi và xóm làng vượt qua khó khăn. Cảm ơn ASEANet.